Ê, nhà hàng Ái Huê quý vị. Đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Nhà hàng của người Hoa. Tiệc cưới Kim Loan lầu mấy? Cưới Kim Loan Thanh Liêm mấy lầu nữa? Đây lên lầu 2 quý vị. Nhà hàng Ái Huê. Chào các em. Chào em. Thấy quen quen rồi. Rồi, cảm ơn em. Chơi luôn. Rồi, ok. Quay phim nè. Với lại tao lãnh đạo đó, tao lãnh đạo. Tao lãnh đạo đấy. Ok, mình xem.